Hello cả nhà nha, bữa nay đi dịch nó cao ăn dịch gần hay dịch ăn? Ủa ăn dịch gì? Có thử dịch cắn thử rồi. Trời gì vậy? Dịch tiết rơi vậy mọi người. Bụi bỏ miếng nước rửa chén vô đây cho dễ rồi. Nhiều không? Cho nó dễ ra lòng. Giờ nước sôi rồi mình nhúng mình mần nha. Nước mình bỏ một tí nước rửa chén vô cho nó dễ lột chứ nó không dễ ra nhổ lông. Dịch lúc này nó mập không? Bỏ nhiều lắm đi trời. Này nó có cái nước cái chén rồi nó dễ ra, nó không có bị lông con nhiều. Tại lông nó dày quá. Còn trắng tươi luôn nữa, thấy không? Trắng phiếu luôn, không có miếng lông con. Thấy cao cao lên. Mần xong rồi nè. Ủa con vịt. À, con vịt thôi nó nhỏ con chứ nó thịt không à. Tại con vịt này nó cái nó nhỏ này chứ nó thịt.
lắm em. Đây bây giờ dịch xong rồi mình ớt chao. Nó lại. Con biết trộm sao. Đây bây giờ dịch mình rửa sạch đây nè. Cha làm trước cỡ 2 giờ kêu ra nghe. Dữ. Mẹ đi. Mẹ ăn gì chưa? Chao nè. Ăn gì thì qua đám chắc cũng người ta cũng ấy. Ủa chao này ngon. Này nửa hũ luôn. Thơm quá à, chao này thơm ghê luôn kìa. Không ngon á. Không nhúc chảy nữa nha. Lại bơm muốn đi. Cái này rồi bơm nước lạnh luôn. Cho vô đây 2 muỗng đường nha. Nửa muỗng bột ngọt. Chút muối. Mình dầm ra cho nó tan đường đi, mình bỏ vô vịt mình ớt. Mày đó mình nhìn mày có cái cây cái cục đó anh đó hả? Bây giờ bỏ vô, đổ vô, chao vô đây ớt nè. Ớt khoảng 20 phút. Nó sụt thịt chét nữa. Rồi để đây ớt 20 phút mình đem đi xào nha. Con ớt ngon luôn nè. Bỏ dầu vô xào nha. Dầu sôi nè, cho tỏi vô. Rồi cho nó săn xíu đi. Cho nó săn đi à, ha, đổ nước vô. Đây là thịt nó săn rồi mình cho nước vô nha. Giờ là phải môn mình chiên sơ cái nha. Môn này mình chiên sơ cái mình bỏ vô cái nồi này luôn ha. Có bọt mình hết bọt mà. Được, được mà. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài.
đầy chín rồi nè. Ăn cũng không được yên, ăn cũng phải sấy mít, quay mít. Đi đâu về nhà ăn qua giờ chứ đi đâu? Chín rồi đó, nhúng rau ăn. Ngồi mẹ luôn đi, lấy ghế khác kìa. Anh My ngồi hai cái vậy? Ghế kia kìa. Ghế nhóc luôn ngồi. Trời ngồi ơi, ăn hai cái không cũng nói tao nữa. Thôi ăn đó. Ôi đi gì vậy, tôi quá kìa. Chắc mà chết. Quá kìa. Thôi thôi, nghỉ ăn. Thúi đâu thúi. Nghe mùi chao. Mời cả nhà nha. Bún, cơm, anh muốn ăn gì ăn. Nè ăn đi trời. Đâu có quay đâu. Ngon lành chầm đào. Đâu có quay đâu. Ngon lành chầm đào.